Theo camera hành trình của chiếc xe đỗ ven đường ghi lại mới đây, tài xế xe máy không đội mũ bảo hiểm, cố gắng bứt tốc để vượt qua chiếc xe tải đang chạy khá nhanh. Tuy nhiên khi gặp phương tiện ngược chiều, người này giật mình và ngã nhào xuống đường. Chỉ vài cm nữa là nam thanh niên này bị xe tải chèn qua đầu. Rất may sau đó người này đã không bị thương nặng.